Ơi, em xin chào ở nhà nha, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và chính trang mà YouTuber của Minh Tấn. Một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và bạn bè và công việc và một ngày là nó cuối tuần đầy vui vẻ hả. Thì hôm nay thì em mà có đôi lời này thì em cũng tâm sự và em cũng chia sẻ và gửi đến cho chị mà hiện bây giờ cái chị đó mà ở bên nước ngoài, chị đó tên là Ha mà Su Không. Đó. Nhưng mà hôm trước thì em có mà gửi đoạn video này mà đến cho chị, em cũng có mà đôi lời rồi, nhưng mà em nói cho chị hiểu, nhưng mà chị mà cũng cố tình thì chị mà không có nghe thì chị mà cũng bỏ qua. Đó. Thì bây giờ mà trong đoạn video này thì em cũng có mà đôi lời này em chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình ở trên đây, và em cũng có đôi lời này thì em cũng chia sẻ cho chị và cũng mà góp ý cho chị mà đôi lời này. Hiện bây giờ trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ á, thì mà thầy ông nội, thầy mà Hoàng Nguyên, thầy Nhất Nguyên và những các chú tiểu trong võng, họ đã làm gì mà chị đứng lên chị mà ganh ghét dữ vậy? Em hỏi chị mà hai chứ không, người ta tu tâm tu tánh, người ta tu, người ta là nó xuất gia thì nó tại nhà, người ta tu tại nhà, nhưng mà người ta không làm điều gì sai trái vậy mà nó đạo pháp, người ta làm không có gì nó sai trái vậy mà luật pháp hết. Đó. Những người giống chồng họ làm nếu mà sai họ chịu, đã có cơ quan nhà nước pháp luật người ta đang xử lý rồi, nhưng mà trong trọng thì em thấy mấy người trong trọng không có mà đứng lên họ chửi ai hết trơn và họ không bao giờ xúc phạm đến ai hết trơn. Nhưng mà những ngày qua thì đã có mà 50 người đi đi lại mà chùa mà thiền âm bên bờ vũ trụ á, họ đập đồ, đập phá cái đồ đó, họ lấy đồ ông chổng rồi, rồi cái thứ hai họ còn đánh người mà gây mà thương tích nữa. Những mà cái hành động những mà mấy người đó là làm như vậy là nó không có đúng, là quy phạm mà nó pháp luật nó thì là cần là phải xử lý nghiêm minh. 50 người đó vô nhà đập phá. Tại sao? Tại vì vô chùa, vô trong mà thiền âm bên bờ chủ á, tiệm mà Diễm My. Nhưng mà thật sự mà Diễm My có mà trong chùa trong chổng không? Người ta có đem đi giấu hay không? Hả? Nhưng mà mấy người kia gia đình họ xuống Diễm My. Hoàn toàn là nó không có, Diễm My bỏ đi đâu vậy, không có không chùa. Nhưng mà chị mà ha mà chú không, nhưng mà tại sao mà chị không có biết mà nó phân biệt như thế nào vậy, hay là con hay là chị mà còn mà hậu độ hả, hay là chị đi theo bên phe kia rồi chị đứng lên rồi chị mà cũng mà ăn vua rồi chị cũng mà chửi người ta nữa, như vậy chị làm gì mà nó thấy đúng hay không? Nhưng mà cái nào mình phải phân biệt trước phân biệt sau. Nhưng mà ví dụ bây giờ là bàn tay bên này là ở trước là nó màu đen, mà bàn tay sau lưng này nó màu trắng, tại vì nó có hai mặt, mình phải là phân biệt bên nào trắng bên nào đen, không phải là tự ý mà nó tự xưng mà thấy người ta làm như vậy cái đầu mình bắt rồi mình bắt trước rồi mình làm theo đâu, mình đi mà du quan chúng ta. Bây giờ em nói chị mà hai mà số không nè, chị nói người ta là lợi dụng mà tự do mà nó tín ngưỡng, chị nói người ta là lợi dụng trong chùa trong mà đạo pháp đặng mà đứng ra tu. Bây giờ em hỏi chị mà hai số không nha, chị đứng lên chị nói chuyện em thấy á y gan đó, là chị là nói chuyện y gan là mà nó đúng rồi á, thiệt luôn á, y ăn là nó đúng rồi á. Nhưng mà
chị có ở gần nhà người ta hay không? Hả? Chị mà hay không? Chị có đứng gần mà nói sát bên người ta không? Quậy. Chị ở bên bển còn hơn là chị ở bên nhà người ta nữa, còn hơn là chị ở nằm mà nó ở mà dưới mà nó kẹt sàn ra nữa. Nghe mà những mà cái thông tin gì mà bên mà thiện âm bên bảo trụ á, cái giờ cái đầu chị hóng rồi đó. Ai lợi dụng tự do tín ngưỡng hả? Những người mà lợi dụng tự do tín ngưỡng á, những người đó là hoàn toàn là quy phạm mà pháp luật mình cần lên án, là những cái đó là đúng, hoàn toàn là đúng. Như còn đây thiền âm bên bờ vũ trụ, người ta tu tâm tu tánh, người ta tu là nó tại nhà, không tu ở đâu hết. Người ta không bao giờ đụng chạm đến chị, người ta không bao giờ đụng chạm những bất cứ ai hết. Nhưng mà có rất là nhiều người đem chuyện của người ta ra, người ta đi mà moi móc xuyên tạc cái đồ đó. Em hỏi chị á, chị là con người, chị cũng là người lớn rồi, nhưng mà chị mà phải có cách mà nó cái đầu nó mà suy nghĩ giùm em cái. Chị nói gì nói nhưng mà chị phải mà ốm lựa lưỡi lại nó 3 lần xong rồi chị mới mà nó mà phát ngôn ra. Bởi vậy mà ngày xưa em nói câu này thì chị cũng biết mà, nhưng mà em cũng gửi câu này đến cho mà mấy anh chị em mình nương nha. Ngày xưa mà Đức Phật á, ngày xưa mà Đức Phật người ta đi tu nhưng mà còn bị mà 7 con mà yêu nữ nữa thì theo mà nó mà phá hoại nữa. Ngày xưa mà Đức Phật mà đi tu á, mà còn gặp mà ma dương nè, rồi còn gặp mà 7 con mà yêu nữ nè, lại còn mà nó đi mà nó phá gối nữa. Em nói với chị vậy đó, chi mà hiện bây giờ là cái con người mình, nếu mà mình con người mình mà đi tu á, nói chung á là đi tu phải không, là mình phải tu nè, trong tâm mình trước đi, tu tâm trước xong mà tới mình là nó tu tánh, xong mà tu nguyên cái bản thân. Nhưng mà không phải là nói mà bằng cái miệng nói là tu, nhưng mà thật sự là không phải, là nó sai lầm em nói thiệt, là sai lầm. Nhưng mà trong đoạn video này em gửi đến chị hai mà chưa không quà mấy chị. Thì trong đoạn video này thì em cũng gửi đến cho chị mà hai chứ không, và cũng nghe lời tâm sự của em. Nhưng mà video em làm em nói chuyện nhưng mà em không không bao giờ em chửi ai, em không bao giờ em xúc phạm ai hết bất cứ. Nhưng mà em cũng có mà cái lời khuyên và nó mà đóng góp cho chị, đừng có và đi theo những mà quách mà xe đổ nữa, hãy vào quay đầu là bờ, làm con người tốt. Thì chúc mấy anh chị mình xem một video và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên đề thăng. Nếu mà thấy em nói và chị này mà nếu mà có sai gì á thì cho em lời mà nhận xét và nhớ và bấm nút và nó chia sẻ cho em chân thành và cảm ơn anh chị ạ. Mấy bạn anh chị nha.